Nhà này chỉ có cái son là chiều được bố, liệu mà cư xử nhá. Thôi bỏ cái dép ra đây, nhịn từ nãy giờ. Nhanh lên. Từ từ này nào. Mày. Úi dồi, này. Này. Chân đang đau cơ mà. Sao đi khỏe thế? Ơ kìa, mày cười cái gì? Cười hở 10 cái răng. Thảo nào. Ngã mà cương quyết không cho đi viện. Bảo gọi hai thằng quý tử về thì không cho. Cái thằng này. Bố giả vừa ngã phải không? Làm thế để cái son nó về hả? Cô đi đâu? Để tôi đưa cô đi. Tôi phục vụ anh ở phòng khám là quá đủ rồi. Tôi cũng cần phải thở. Cô khó thở à? Để tôi hô hấp. Ngày trước em gái thắc mắc là không hiểu sao anh lại lấy chị Son à? Bây giờ thì em biết câu trả lời rồi. Anh lấy chị Son là cho gia đình. Chị Son mà biết việc này chắc là cũng đau phết đấy. Đau ở đây này. Phù hợp thì mới yên ổn được. Có gì đâu mà đau, có gì đâu mà tổn thương. Vì không đủ yêu nên không buông bỏ được cái nguyên tắc của bản thân. Vì không đủ thiết tha nên một lời xin lỗi rất là khó nói ra. Chú đừng tỏ ra mình quá hiểu biết như thế. Em là người yêu nhiều hơn. Em hiểu rất rõ điều này. Chị Son chỉ vì anh mà chịu nhiều thiệt thòi đấy. Vợ nó thì nó vậy. Chả lẽ chúng nó hạnh phúc bố cũng khó chịu à? Mày chả biết cái gì cả. Nhà là phải có gia phong. Đấy, cứ như thằng Đạt. Nó nghiêm khắc với vợ nó, cho nên cái Son nó mới chăm chỉ, nề nếp. Chứ đâu như con Tuyết vũ láo quá tuét. Sao? Giờ bố công nhận là cô Son ngoan ngoãn, hiền lành, chăm chỉ rồi hả? Đấy là ta nói cái mặt ưu điểm của nó thôi. Thôi, đừng cố chấp nữa. Tiếc thì gọi nó về. Ta không gọi. Cái thằng bố nhà nó ấy, lần trước nói với tao mấy câu sắc óc, tao nước còn chưa trôi đây này. Bây giờ bố thử nghĩ xem. Thằng Đạt, thằng Danh mà bị người ta chửi, người ta đuổi ra khỏi nhà, bố có xót không? Bố có ức không? Con nhà người ta nuôi mãi mới trưởng thành. Nói thế là nhẹ đấy.